Nam mô ta sa pha ga va tu a ra tu samma sambun ta sa. Hôm nay là Chủ nhật đầu tháng, cho nên là chúng ta học giáo lý trước và sau đó là đến cái phần truyền pháp, là để cho quý vị thắc mắc, nêu những cái vấn đề mà quý vị gặp phải khi quý vị hành thiền ấy. Nếu như mà có cái vấn đề gì thì quý vị có thể hỏi, và trong cái phạm vi mà sư có thể trả lời thì sư sẽ trả lời cho quý vị. Còn những cái vấn đề nào á mà nó vượt quá cái khả năng của sư thì đương nhiên là sư sẽ, một là sư tìm hiểu lại ở trong kinh điển, hai là sư sẽ hỏi những cái vị có nhiều kinh nghiệm hơn và sẽ trả lời cho quý vị. Ngay cả như cái việc mà quý vị hành thiền như thế nào á, mà quý vị nếu như mà chưa có nắm bắt rõ cái việc hành thiền thì quý vị cũng có thể hỏi, và trong khả năng thì sư sẽ hướng dẫn quý vị. Bởi vì đó, quý vị biết là trong cái cuộc sống của chúng ta luôn luôn phải đối diện với những cái sự bất toàn, bất trắc. Chúng ta luôn luôn đối diện với những cái sự rủi ro có thể xảy ra đối với chúng ta. Cho nên, mấy anh mà bán bảo hiểm ấy, mấy ảnh mới là ăn nên làm ra. Bởi vì mấy ảnh nói đó, đối với chúng tôi đó, gọi đó là cái sự đánh cược. Chúng tôi đánh cược rằng cái con người này bao nhiêu cái khả năng họ sẽ bị một cái căn bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu khả năng họ sẽ bị chết. Và chúng tôi gọi đó là một cái trò chơi đánh cược. Và trong cái cuộc đánh cược này, đa phần chúng tôi là phần thắng. Còn những người khác, họ gọi đó là bảo hiểm. Thì bản thân cái cuộc tu hành của chúng ta đó, cũng là chúng ta mua một cái vé bảo hiểm, hay còn gọi là chúng ta tự mua một cái phần đánh cược cho bản thân. Có nghĩa là sao? Chúng ta đánh cược rằng có bao nhiêu phần trăm chúng ta sẽ phải đối diện với những cái thứ bất toàn bất trắc, với những cái mối hiểm họa mà chúng ta có thể gặp phải đối với cái gì, với cái sự vui buồn trong cuộc sống, với những cái biến cố trong cuộc sống, với những cái biến cố xảy ra đối với sức khỏe của mình. Chúng ta đánh cược rằng trong cuộc đời của mình có sẽ có bao nhiêu lần chúng ta bị bệnh, bao nhiêu lần trong số đó là những căn bệnh hiểm nghèo, và cho đến lúc nào chúng ta sẽ đối diện với cái chết, và chúng ta dám thừa nhận, nhìn nhận một sự thật rằng chúng ta sẽ chết. Và cái vé bảo hiểm đó chính là cái sự tu tập của quý vị. Khi mà chúng ta hành thiền ấy, là chúng ta đã nắm chắc được một cái sự đảm bảo, là khi mà chúng ta đối diện với những cái sự rủi ro cho cuộc sống, chúng ta có được cái sự bình tâm, chúng ta có cách để chúng ta giải quyết. Ví dụ như có những lúc chúng ta đối diện với một cái sự cám dỗ nào đó. Cám dỗ ở đây có thể là cám dỗ về tiền bạc, cám dỗ về danh lợi, cám dỗ về tình cảm, một cái sự cám dỗ nào đó. Một người không có định lực, một người không có tu tập ấy, họ rất dễ chạy theo cám dỗ. Và như ông bà mình nói, không có cái dại nào nó giống cái dại nào. Và người ta đổ thừa đó là do cám dỗ tôi chịu không nổi, hoặc là đổ thừa cho xui rủi. Thì theo tinh thần Phật Pháp ấy, là do cái tâm của mình ấy, ngày thường mình kém tu tập. Cho nên khi mà đối diện với những cái thử thách ấy, chúng ta gục ngã. Vì vậy, khi mà chúng ta có được cái sự tu tập, khi chúng ta có được cái sự hành thiền ấy, thì khi mà đối diện với những cái cám dỗ, những cái thử thách, chúng ta có được cái sự bình tâm. Giả sử chồng mình đi khuya quá mới về, mà tự nhiên là trên người của ông chồng mình nghe cái mùi hình như là cái mùi nước hoa lạ. Với cái người không tu tập là tự nhiên là họ nổi khùng lên, là lúc đó là chưa biết đúng sai ra làm sao, là dặn mặt ông chồng cho ra một trận cái đã.
Nhưng mà đó, cái người có tu tập, họ có khả năng kiểm soát cái cơn nóng giận. Sư chưa có nói là họ tu giỏi tu dở, ít nhất họ có khả năng kiểm soát cái cơn nóng giận. Và nhờ cái khả năng kiểm soát đó, họ có nhiều cơ hội hơn để nắm bắt, để gìn giữ cái hạnh phúc gia đình. Rồi khi mà chúng ta bị bệnh ấy, ai trong số chúng ta mà chưa từng đi bệnh viện, nhưng mà có những cơn bệnh mà chúng ta chơi với, thực sự có những lúc mà chúng ta leo lên bàn mổ, quý vị, nó lột sạch đồ mình ra, nó chỉ đắp cho mình một cái tấm chăn mỏng thôi. Có nhiều người cảm giác là mình không có cái gì để họ nương tựa hết. Thì khi đó chính cái sự tu tập, quý vị, là cái nơi nương tựa cho quý vị. Khi quý vị có cái sự tu tập ấy, chúng ta nương tựa nơi cái đề mục hành thiền, ví dụ như đề mục cái xin lá trắng của quý vị, quý vị nương tựa nơi nó, thì quý vị có được cái can đảm để đối diện các căn bệnh của quý vị. Chúng ta có được can đảm đối diện với cái bàn mổ. Và cái kết quả của cái việc chữa trị đó đó như thế nào, chúng ta không cần phải lo lắng. Bởi vì sao? Chúng ta tin cái nghiệp của mình, tin về cái sự tu tập của mình. Bởi vì đó, nhờ cái sự tu tập của quý vị, nếu như mà cái thiện nghiệp của quý vị nó trội, cái ác nghiệp, cái bất thiện nghiệp của mình ấy, nó yếu, thì cái thiện nghiệp sẽ lấn lướt nó. Có nghĩa là sao? Nếu như căn bệnh nó lẻ ra, nó phải nặng hơn, thì nó đã nhẹ hơn nhiều. Nó nhẹ hơn. Còn nếu như ấy, mà cái căn bệnh của mình ấy, nó đủ để nó chấm dứt cái sinh mạng của mình, thì nhờ cái sự tu tập của mình ấy, chúng ta có được cái niềm tin là qua đời sau kiếp khác chúng ta sẽ đi lên chứ chúng ta không đi xuống. Một người có tu hành, họ phải có niềm tin như vậy. Cho nên bản thân cái việc tu là chúng ta mua một cái vé bảo hiểm. Rồi trong gia đình, trong cuộc sống gia đình cũng vậy. Chúng ta là người có tu tập, chúng ta là mỗi một cái hạt giống có khả năng lan tỏa những cái phước lành đến cho những người khác. Nếu như quý vị là một người mẹ trong gia đình, thì mọi cái nỗ lực tu tập của quý vị, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái người con của mình. Người con đó có thể là từ ở trong bụng của mình, hoặc là những cái đứa con mà từ 1 tuổi, 2 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi. Bất kỳ một chuyên gia tâm lý nào, họ đều biết một việc, những đứa trẻ nó học hỏi trực tiếp từ cha mẹ. Cha mẹ mình sống thiện hay sống bất thiện, nó sẽ học hỏi trực tiếp cái đó. Mình cứ nghĩ là mình che giấu được nó, nhưng thực tế không có che giấu được cái gì hết, thấy hết. Cho nên một người cha, một người mẹ mà có khả năng tu tập, họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới con của mình. Và nhờ như vậy, đứa con của mình nó sẽ sống trong một cái môi trường tốt đẹp hơn. Nếu như thật sự quý vị là những người cha, người mẹ thương con, một người ông, một người bà thương con, thì quý vị phải nỗ lực tu tập để quý vị làm một tấm gương. Và cái bài học ngày hôm nay đó là chúng ta tiếp tục học về cái hỷ giác chi trong cái thức giác chi. Hỷ giác chi á, chính là cái sự hoan hỷ khi mà chúng ta tu tập. Khi chúng ta đi đường xa đó quý vị, thì chúng ta phải có được cái sự an lạc, thì chúng ta mới đi xa được. Khi chúng ta đi làm, chúng ta phải có cái sự an lạc để thì chúng ta làm việc nó mới hào hứng, thì cái việc làm của chúng ta nó mới là một cái chuỗi ngày nó hạnh phúc. Trên đường tu cũng vậy. Khi mà chúng ta tu, mà càng tu chúng ta càng an lạc, thì cái con đường tu của mình nó mới đi xa. Chứ còn nếu như mà ngày nào mà quý vị ngồi thiền cũng đau đớn, cũng mệt mỏi, cũng đối diện với đủ thứ nhức đầu hết, thì sư tin tưởng là quý vị bỏ cuộc sớm. Chúng ta phải làm sao đó để chúng ta tăng trưởng được cái sự hoan hỷ khi chúng ta hành thiền. Thì cái sự hoan hỷ ở đây đó, nó đến từ nhiều nguồn. Như hồi nãy sư nói, một người ở thế gian họ hoan hỷ là bởi vì họ có những cái họ không có, và họ hoan hỷ bởi vì họ có một cái gì đó, hoặc là họ hoan hỷ vì họ không có một cái gì đó. Ví dụ, tôi hoan hỷ vì tôi có sức khỏe, tôi hoan hỷ vì tôi có tiền, tôi hoan hỷ vì tôi có một ông chồng, có một bà vợ xinh đẹp mà họ không có ngoại tình, tôi hoan hỷ vì tôi có những cái đứa con kháu khỉnh, hoặc là tôi hoan hỷ vì tôi không có bệnh, tôi hoan hỷ vì tôi không có nợ,
Tôi hoan hỷ vì tôi không phải phiền hà đối với những cái người làm ăn mua bán mà tôi không muốn gặp. Đó cũng là cái sự hoan hỷ. Hoặc là có một lần ấy, sư bị bệnh mà nó ngứa. Mà phải nói là nó coi như là ngứa mà mình gãi mà khỏi ngủ luôn, nguyên đêm là khỏi ngủ luôn. Thì cho đến một hôm đó, thì có người cho cái loại thuốc đặc trị cho cái căn bệnh đó. Khi mà thoa vô rồi đó, tối hôm đó nó không còn bị cái cơn ngứa hành hạ nữa. Và lần đầu tiên hiểu được, à thì ra không có ngứa, có thể ngủ mà không có ngứa là một cái sự hạnh phúc. Thì đôi lúc cái sự hạnh phúc của mình ấy, nó rất là tạm bợ. Thế gian là như vậy, trong cái cuộc tu cũng như vậy. Một người mà họ không có giới hạnh, họ sẽ không thể hiểu được hạnh phúc của một người có giới hạnh. Khi mà quý vị có cái sự suy tư nhiều về giới đó quý vị, thì khi mà mình phạm giới, lỡ mà mình làm một cái gì đó mà nó sai lầm, sai quấy mà nó lỗi lầm ấy, thì mình rất dễ bị áy náy, bị rây rứt. Cho nên mình sẽ không có yên. Một người mà thường suy nghĩ nhiều về giới, thì khi mà họ phạm giới, họ sẽ cảm thấy không có yên. Họ sẽ nỗ lực để họ khắc phục nó. Và một người mà giữ giới, mà họ có một cái giới hạnh trong sạch ấy, họ có sự an lạc nó lạ lắm quý vị. Nó an lạc lắm. Bởi vì sao? Bởi họ tin là nếu như mà tôi có chết bất đắc kỳ tử ấy, tôi cũng không có đi xuống. Bởi vì cái giới nó bảo vệ tôi. Hoặc là khi họ đi trên một chiếc xe đò đó, họ có được cái sự run sợ. Bởi vì cái xe nhiều lúc nó đi trên những cái con đường mà nó ngoằn ngoèo á. Rồi khi mà nó đi trên những cái khu vực mà nguy hiểm, hoặc là nhiều lúc tài xế chạy xe hơi ẩu thì cũng run. Nhưng mà cái con người đó khi họ quán tưởng, họ xét về cái giới hạnh của họ, họ thấy là cái giới hạnh của tôi trong sạch, tự nhiên họ yên. Yên chí, vững dạ. Tại vì sao? Lỡ mà có xảy ra tai nạn là tôi cũng khả năng đi lên nhiều hơn đi xuống. Tại vì sao? Cái giới của tôi nó bảo vệ tôi. Cho nên cái người có giới họ an lạc. Rồi cái người có định họ cũng an lạc. Bởi vì sao? Cái người có định họ sẽ không bị chi phối bởi tham dục. Họ không bị chi phối bởi những cái ham muốn tầm thường. Họ không bị chi phối bởi những cái cơn nóng giận. Họ không bị. Rồi một người có định họ không bị cái trạng thái gọi là giật giờ buồn ngủ. Họ không bị cái trạng thái là mình hoài nghi, hoang mang, nghi hoặc. Không có. Mà quý vị biết là mình khổ nhiều về mấy cái thứ này chứ không thứ nào hết. Sống thường mình cứ bị nó xoay, coi như nó níu mình vô một cái vòng xoáy ấy, bởi những cái gì? Bởi những thứ mình thích. Có những thứ quý vị phải công nhận là mình, tại vì mình thích nó cho nên mình mới khổ. Đúng không? Nhiều lúc tại mình thương nó cho nên mình mới khổ. Ví dụ, mình thích một chiếc túi xách, cho nên mình mới nỗ lực mình làm ra tiền, mình làm cách này cách kia để mình có tiền mình mua được cái túi xách. Thì có phải là vì nó mình khổ không? Hoặc vì mình thích một cái căn nhà, cho nên mình nỗ lực mình làm như là con trâu con ngựa để chi, để cho mình có được một căn nhà. Thì nó cũng là một cái khổ. Cho nên người thế gian họ định nghĩa hạnh phúc là tôi có được tất cả mọi thứ là hạnh phúc. Nhưng mà có ai mà có được tất cả mọi thứ đâu. Còn cái người mà có tu ấy, người có định ấy, họ hạnh phúc bởi vì họ không bị chi phối bởi những thứ mà họ thích. Phân biệt rõ ha. Có người ấy, họ cho là họ sẽ thỏa mãn, họ hạnh phúc vì họ có được cái họ thích. Còn người có thiền định, họ người có định ấy, là họ hạnh phúc vì họ không bị chi phối bởi những thứ họ thích. Rồi họ không bị chi phối bởi những thứ họ ghét. Họ không bị chi phối bởi những thứ nó giả dười, nó buồn ngủ. Thì họ thích, thì họ an lạc. Đó là cái hỷ của cái người có định. Rồi cái hỷ của người có tuệ là như thế nào? Là họ dễ dàng, họ chìm sâu về những cái vấn đề giáo lý mà mình gọi là chìm ở trong pháp hỷ đó quý vị. Sư không dám nói bản thân sư là một cái gì đó nó cao siêu hoặc là giỏi giang hay cái gì hết. Nhưng mà quý vị biết là có những lúc ấy, khi mà sư thuyết pháp xong rồi đó, cái pháp hỷ nó hào hứng á, nó hào hứng. Nó giống như là mình chơi mà mình uống một cái chất kích thích nào đó đó, mà nó kích thích cái cơ thể, nó kích thích cái đầu óc của sư mà cho tới tối khỏi ngủ luôn, nhiều lúc thức trắng đêm.
Bởi vì cứ suy nghĩ về những cái bài pháp mà mình vừa mới thuyết ấy, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đi nghĩ lại về cái mà mình vừa mới nói, nhất là những cái bài pháp mà mình nhập tâm ấy, mình chìm đắm sâu trong đó mà mình suy tư nhiều về nó, nhiều lúc nó làm mình mất ngủ luôn. Nó giống như là mình uống một cái chất kích thích nào đó. Rồi có những người đó, họ chìm vào một cái bài pháp mà họ sẵn sàng, họ có những cái cảm giác giống như là cái dòng điện nó chạy qua cơ thể của họ. Nếu như quý vị từng có cái pháp hỷ đó thì quý vị sẽ thấy. Hoặc là họ có cảm giác giống như là cơ thể họ nó bền bồng ở trên sóng biển ấy, nó lân lân, nó y như họ có thể bay bổng được. Đó là người có được cái sự an lạc nhờ vào trí tuệ. Cho nên người có tu, cái sự an lạc của họ cao cấp hơn cái người không có tu. Người có tu, an lạc của họ đến từ đâu? Đến từ giới hạnh trong sạch, đến từ cái sự chứng đắc thiền định, đến từ cái sự trí tuệ trong giáo pháp. Còn người mà không có tu, cái sự an lạc của họ rất là tạm bợ. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền, thì đối với người mà đắc thiền ấy, cho dù cái hoàn cảnh của họ đó có thể là nóng bức, hoặc là lạnh lẽo, hoặc là nó đau đớn như thế nào đó, họ vẫn có cách để họ thu xếp, dàn xếp cái bản thân của họ để mà họ có được sự an lạc, để mà họ nhập định. Vì vậy, khi mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có được cái hỷ giác chi này đó, để mà chúng ta có thể ngồi thiền mà nó an lạc ấy. Nhiều người mà mình thấy là họ ngồi thiền, họ có thể họ an lạc có khi là 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ. Họ hành thiền họ không biết mệt mỏi, mình cũng hâm mộ chứ. Nhờ những người như vậy là tại vì họ có được cái hỷ giác chi, cho nên họ mới có được cái sự an lạc. Mà sắp tới đây đó, sau khi mà cái chuyện mà xây dựng chùa này xong rồi đó, thì dự định là sẽ có những cái khóa tu mà mình chánh niệm liên tục trong một ngày. Có nghĩa là sao? Từ sáng hôm nay cho tới sáng ngày hôm sau, chúng ta sống hoàn toàn ở trong chánh niệm. Chúng ta là một người giữ bát quan trai giới, sống hoàn toàn trong chánh niệm. Thì khi mà quý vị có cái sự thực hành đó, làm sao để quý vị có thể kiên trì được trong 24 tiếng đồng hồ, thì chúng ta phải có một cách nào đó để chúng ta có được cái hỷ giác chi. Có nghĩa là tu nó phải vui, tu nó phải an lạc thì mới được, mới gọi là tu. Chứ còn tu mà nó khổ quá thì tu làm gì, đúng không? Cho nên sư chủ trương tu là phải thoải mái, nhưng mà cái thoải mái đó phải đặt trên nền tảng của sự tu hành. Có nghĩa là sao? Mình làm sao đó mà mình chánh niệm 24 tiếng đồng hồ mà mình vẫn an lạc. Làm sao đó mình không cần đặt lưng xuống nghỉ, mình vẫn an lạc. Đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Có nghĩa là chúng ta phải biết những cái phương pháp nó làm tăng trưởng cái hỷ giác chi. Đầu tiên ý, có nhiều cách. Thì ở trong Thanh Tịnh Đạo hướng dẫn chúng ta 11 pháp giúp cho chúng ta tăng trưởng cái hỷ giác chi. Trong đó đó, 6 pháp đầu tiên là 6 cái đề mục tùy niệm. Có ai nhớ cái 6 cái đề mục tùy niệm là 6 đề mục nào không? 6 cái đề mục tùy niệm nè. Thứ nhất, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Và ở đây là còn thêm một cái đề mục tùy niệm nữa là niệm Niết Bàn, có nghĩa là niệm tịch tỉnh ấy. Thì nhắc tới, coi như bây giờ đầu tiên nói tới 6 cái đề mục tùy niệm đi. Thường mà mình nghe tới cái niệm Phật ấy, thì có ai định nghĩa lại giùm sư coi là cái niệm Phật mà sư vẫn thường nhắc quý vị là niệm như thế nào không? Sư, niệm Phật là mình nghĩ tới công đức Phật, chứ không phải là mình kêu gọi Phật. Thì sư vẫn nói với quý vị đó, mình niệm Phật ở đây có nghĩa là mình thường suy nghĩ về Phật. Thường suy nghĩ về Phật, chứ không phải là mình réo gọi tên Phật, mà mình gọi là mình nghĩ về Phật. Ví dụ như mình thương cha thương mẹ mình quá, thì nhiều lúc mình nghĩ bây giờ năm nay, bây giờ bắt đầu qua tháng 7 rồi, là bắt đầu vô cái mùa hiếu hạnh, thì mình đã làm được cái gì để mà đền đáp công ân hay chưa? Rồi cha mẹ mình ấy, ngày thường thì mình đã chăm lo cho cha mẹ đầy đủ những cái
miếng ăn rồi giấc ngủ hay chưa, rồi những cái hành xử ở trong đời thường của mình ấy nó có làm cho cha mẹ buồn phiền hay không, rồi cha mẹ có cần thêm những cái sự chăm lo về cái mặt vật chất hay về mặt tinh thần. Rồi theo như tinh thần Phật Pháp ấy, thì mình phải làm như thế nào đó để mình trở thành một cái người con có hiếu mà mình có thể báo đáp được cái ơn nghĩa sinh thành đúng theo tinh thần của Phật Pháp. Một người nghĩ tới cha mẹ là nghĩ như vậy, đúng không? Mới gọi là người thường xuyên nghĩ đến cha mẹ. Chứ không lẽ bây giờ mình nghĩ, mình kêu là mình nghĩ tới cha mẹ, suốt ngày mình cứ mẹ ơi, 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 mẹ ơi. Rồi nghĩ thở tí xíu cái mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Thì quý vị nghĩ cái cách mà mình gọi là mình nghĩ tới cha mẹ mà theo cái cách mà mình suốt ngày mình réo gọi cha mẹ mình ấy, hình như nó hơi trẻ con. Và có lẽ như nó không có đúng. Thì đúng là mình cũng có nghĩ đến cha mẹ mình đó, nhưng mà nghĩ theo cách đó thì nó không đúng. Mà nghĩ theo cái cách đầu tiên nó hợp lý hơn. Thì cái cách niệm Phật cũng như vậy. Không phải là suốt ngày mình cứ réo gọi tên Phật, là mình nghĩ gọi là mình nhớ tưởng tới Phật. Xin thưa với quý vị, bất kỳ một cái câu nào đó mà mình cứ réo thường xuyên là mình quên. Mình quên được ý nghĩa của nó. Thành ra một cái câu cửa miệng, cho nên nhiều người cứ nam mô Phật hoặc là nam mô cái gì đó, họ nói biết mà thành ra là nó thành cái câu cửa miệng luôn, họ không nghĩ tới là họ đang nói cái gì. Thực sự như vậy. Miệng thì nói nhắc tới tên của Phật, nhưng mà Phật ở đâu đó, họ Phật ở không ở trong cái tâm của họ. Còn cái người mà thường suy nghĩ tới Phật ấy, là họ nghĩ đến những cái đức lành của Phật. Họ thường xuyên nghĩ tưởng về những cái đức lành của Phật, thì đó mới là một người thường xuyên nhớ tới Phật. Như hồi nãy mình nói đó, sư nói, sư ví dụ đó, nghĩ tới cha mẹ mình thì nghĩ cái cách nào đó để mà đền đáp cái công ơn, hoặc là mình nghĩ là cha mẹ mình có đã làm những cái gì tốt đẹp cho mình để mình có thể gợi nhớ, mình tăng trưởng cái tình thương của mình đối với cha mẹ. Thì đó mới gọi là cái niềm thương, cái sự mà nghĩ tưởng đến cha mẹ cũng vậy. Nghĩ tới Phật là nghĩ tới những cái đức lành của Phật. Có ai nhớ là Đức Phật có những cái đức lành nào hay không? Thường thì ai, Phật tử là phải biết cái này. Bắc truyền cũng vậy mà Nam truyền cũng vậy. Phải biết Đức Phật mình có 10 hồng danh. Dạ, bạch sư, 10 đức lành của Đức Phật, tức là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, điều ngự đường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, vô thượng sĩ nè, vô thượng sĩ. Còn thì đó là cái cách là hán dịch ra đó. Rồi con ngồi xuống đi. Cách mình hán dịch ra đó: ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì đó là cách của Bắc truyền. Còn Nam truyền á là dịch là A-la-hán, chánh đẳng giác, mà bắt đầu mới tới là thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Còn mà người mà theo Nam Tông nhiều á, thì họ lại nhớ tới một cái bài là cái bài Itibiso. Itibiso Vakawa Arahang Samma Sambutho. Thì cái Arahang á, là A-la-hán. A-la-hán. Thì hán gì không biết tại sao mà họ kỵ cái chữ A-la-hán. Họ lại dùng qua cái từ ứng cúng. Hình như là cố tình né hay như thế nào đó. Họ kỵ cái từ A-la-hán. Trong khi Arahang là A-la-hán á. Rồi họ để là ứng cúng. Rồi Samma Sambutho là chánh biến tri đó. Samma Sambutho. Đó. Thì khi mà nghĩ về Đức Phật, qua một cái bài khác thì sư sẽ hướng dẫn quý vị kỹ hơn về cái việc là niệm Phật. Còn ở đây đó thì sư sẽ hướng dẫn một vài cái danh hiệu hồng danh thôi, để cho quý vị biết là ví dụ như tại sao Đức Phật gọi là một vị A-la-hán, có nghĩa là một vị A-la-hán. A-la-hán ở đây không có phải là chỉ cho một vị thinh văn, không phải. A-la-hán, ý nghĩa của từ A-la-hán đầu tiên ấy, đó chính là cái người giết chết kẻ thù. Avihati,
là giết chết kẻ thù. Kẻ thù ở đây là kẻ thù gì? Chính là cái sự sanh tử luân hồi, chính là tham sân si, chính là những cái phiền não. Cho nên một vị A-la-hán là một vị giết chết kẻ thù, là một người giết chết cái phiền não. Còn mình ấy là những cái người mà nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Có nghĩa là mình là những người mà nuôi dưỡng kẻ thù, nuôi kẻ thù để cho nó quay mũi giáo, nó hại mình. Đó là cái ý nghĩa đầu tiên của ân Đức Phật. Cho nên mình nghĩ Đức Phật Ngài đã nỗ lực tu hành để Ngài giết chết cái kẻ thù của chính mình. Đó chính là cái kẻ thù của cái sự giác ngộ. Kẻ thù đó mang tên là phiền não. Ngài đã đoạn tận tham sân si ái mạng kiến nghi. Ngài đã đoạn tận tất cả những cái kẻ thù khiến cho chúng sanh trôi lăn trong cái dòng sanh tử. Vì vậy Ngài xứng đáng được gọi là một bậc A-la-hán. Rồi ý nghĩa thứ hai đó, A-la-hán còn có nghĩa là người chuyển cái bánh xe chánh pháp. Cái bánh xe nối lên được 12 cái vòng tròn duyên khởi, và Ngài đã bẻ gãy cái bánh xe sanh tử luân hồi, và Ngài đã chuyển cái bánh xe pháp luân. Vì vậy Ngài xứng đáng được gọi là một bậc A-la-hán. Rồi Ngài là cái người xứng đáng cúng dường trong tất cả thế gian. Chúng ta có thể cúng dường cha mình, có thể cúng dường mẹ mình, có thể cúng dường những cái người ơn của mình. Chúng ta thậm chí có thể cúng dường đến những cái con vật như là con chó, con mèo, con heo, con bọ. Hoặc chúng ta cúng dường đến những vị sa môn, bà la môn. Nhưng tất cả những cái người mà xứng đáng cúng dường đó, không có ai xứng đáng hơn Đức Thế Tôn. Bởi vì Ngài là người xứng đáng được cúng dường nhất ở trên thế gian này. Bởi vì không có một ai, không có một chúng sanh nào hoàn hảo hơn Ngài. Vì vậy Ngài được gọi là một bậc A-la-hán. Hán dịch là một ứng cúng, có nghĩa là xứng đáng được cúng dường. Thành ra đó, chư Tăng phải nói là sống nhờ vào cái sự gọi là đàn na tính thí, gọi là đa ná. Đàn na là đa ná, có nghĩa là cúng dường nhờ vào cái niềm tin. Mà cái sự cúng dường nhờ vào niềm tin ấy, trong chư Tăng ấy, nó có ba kiểu. Thứ nhất là sử dụng như là một người mắc nợ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ăn rồi đó, nằm ngủ, rồi sống gọi là nương tựa vào cái cửa Phật ấy, gọi là ăn mài cửa Phật ấy, không có làm gì hết. Thậm chí lâu lâu thì có quét chùa, và lâu lâu thì Phật tử có tới thì tụng kinh cầu an cầu siêu, hoặc là đi cúng thất, cúng dỗ, cúng quải này nọ đó, thành một cái ông thầy tụng mà không có giới, không có định, không có tuệ, sống hoàn toàn buông lung phóng dật. Cái này là sư đang dựa vào kinh, chứ sư không cố ý sư đả kích bất kỳ một cá nhân nào, một tập thể nào. Thì cái người như thế, Đức Phật nói đó chính là cái người thọ của tính thí như là một người mắc nợ. Còn cách thứ hai đó là thọ của tính thí như là một người làm công. Có nghĩa là tôi làm ra bao nhiêu tôi hưởng bấy nhiêu. Thì đó là những người phàm tăng. Phàm tăng mà có tu đó nha. Có nghĩa là sao? Họ có giới, có định, có tuệ, họ có sự nỗ lực để họ tu hành. Thì cái sự thọ hưởng cái của tính thí cúng dường á, thì nó giống như là một người làm công ăn lương. Coi như là nỗ lực như thế nào thì thọ hưởng như thế đó. Còn cái cách thứ ba đó là thọ hưởng như là một người con thọ hưởng cái tài sản thừa kế của mình. Tài sản thừa kế người cha cho lại thì người con thọ hưởng. Thì đó là những bậc thánh. Còn gọi là thọ hưởng. Còn Đức Thế Tôn là thọ hưởng như là một cái người gia chủ. Có nghĩa là Ngài có tài sản, Ngài có quyền, Ngài thừa hưởng, Ngài có quyền, Ngài sử dụng. Cho nên tất cả những cái chúng sanh ở trên thế gian gọi là có nhiều thứ, nhiều loại, nhưng mà không có một chúng sanh nào xứng đáng được cúng dường hơn Đức Thế Tôn. Bởi vì Ngài là một người hoàn toàn trong sạch. Ngài có đủ bi đức, trí đức, tuệ đức, tịnh đức,
Ngài có đầy đủ, cho nên Ngài là cái bậc xứng đáng cúng dường. Vì vậy Ngài gọi là bậc A-la-hán. Rồi tại sao gọi là một vị chánh đẳng giác? Bởi vì đó, sự giác ngộ nó có 3 tầng bậc. Thứ nhất là giác ngộ phải nhờ vào thầy chỉ dạy. Rồi thứ hai đó là cái sự giác ngộ mà không cần thầy chỉ dạy, nhưng mà cái sự giác ngộ đó không có hướng dẫn được cho ai hết. Cho nên một vị độc giác, một vị độc giác thì vẫn có thể gọi là một vị Sambuddho, có nghĩa là tự mình giác ngộ mà không thầy chỉ dạy. Nhưng mà để được gọi là Samma Sambuddho, có nghĩa là chánh đẳng chánh giác, thì vị đó phải là một vị giác ngộ một cách hoàn hảo, có nghĩa là tự mình có khả năng giác ngộ và có thể khiến người khác giác ngộ được như Ngài. Việc này khó lắm chứ không phải dễ. Bởi vì sao? Chúng sanh mình ấy, bây giờ giả sử trong số quý vị phải có được cái niềm tin tối thiểu là tôi phải tu hành nhiều đời nhiều kiếp, tôi phải có phước dữ dội lắm ấy, thì đời nay tôi mới biết được Phật giáo, tôi mới biết được Phật Pháp, mới biết được chánh pháp là cái gì. Và phải có cái phước như thế nào đó mà tôi không có đi lạc về những cái con đường tà đạo, mà tôi có thể tu tập đúng theo chánh pháp. Cái phước của chúng ta không phải là cái thường đâu quý vị. Chúng ta phải tu hành như thế nào đó chúng ta mới có được cái này. Mà nhờ vào những cái phước này đó, nếu như mà trong số quý vị có được cái lòng chán sợ sanh tử, phải tin tưởng về cái phước của mình, tin tưởng là nếu như mà bây giờ mà tôi nguyện, thôi bây giờ tôi chán sanh tử lắm rồi, tôi sợ sanh tử lắm rồi, thật sự là mình chán đó nha, làm sao cho tôi được giải thoát càng sớm càng tốt, càng sớm càng tốt. Đời này giải thoát được là tốt nhất. Nếu như không giải thoát được đời này thì ngay đời sau được giải thoát. Nếu như không giải thoát được đời sau thì làm ơn trong cái kiếp gần nhất đủ phước tôi chứng thánh, tôi không cần mà thành một cái bậc gì cao xa hết, miễn sao tôi chứng thánh là được, để tôi thoát được cái dòng sanh tử. Thì quý vị biết là bằng cái phước của quý vị đó, rất dễ chứng thánh. Quý vị có khả năng nỗ lực tu hành giác ngộ ngay trong đời này. Mà Đức Phật nói, một người nỗ lực chánh niệm hoàn toàn tu tứ niệm xứ trong 7 năm có khả năng chứng thánh. Mà không cần tới 7 năm, một người nỗ lực chánh niệm tỉnh giác tu tứ niệm xứ trong 7 tháng họ có thể chứng thánh. Nhưng mà cũng không cần tới 7 tháng, một người nỗ lực tu tứ niệm xứ không kể ngày đêm trong vòng 7 tuần lễ có khả năng chứng thánh. Nhưng không cần đến 7 tuần lễ, một người nỗ lực chánh niệm tỉnh giác tu tứ niệm xứ trong 7 ngày có khả năng chứng thánh. Cho nên chúng ta phải tin tưởng là nhờ những cái phước của chúng ta đó, nếu như chúng ta thật sự chán sợ sanh tử, chúng ta nỗ lực chúng ta tu tập ấy, thì chúng ta có khả năng chứng đắc đạo quả. Nếu như đời này không chứng được thì sau khi thân hoại mạng chung, qua đời sau kiếp khác, chúng ta vẫn có thể chứng thánh trong một cái kiếp gần nhất. Nhưng mà có những vị đó, họ nghĩ là bây giờ mình chứng thường thì nó uổng quá, tôi phải chứng lên cỡ A-la-hán mới được. Thì họ không chứng sơ quả, tại vì sơ quả còn luân hồi tối đa là 7 kiếp cõi dục. Họ nói là bây giờ tôi không thích luân hồi nữa, tôi thích làm sao mà chứng A-la-hán. Thì họ phải nỗ lực tu tập nhiều hơn nữa thì họ mới có khả năng chứng A-la-hán. Rồi có người đó, họ nói là bây giờ tôi chứng A-la-hán nhưng mà tôi phải có thần thông mới được chứ. Còn A-la-hán thường mà đi không có thần thông gì hết, ai biết mình A-la-hán. Thì muốn A-la-hán có thần thông là phải nỗ lực tu tập nhiều hơn nữa. Rồi có người nói bây giờ A-la-hán có thần thông chưa đủ, A-la-hán tôi phải là A-la-hán có biện hạnh, ví dụ như đệ nhất tài lộc. Như ngài Siva Lý đi đâu là cũng khỏi lo cái ăn cái mặc hết. Rồi chư tăng ở đâu có mặt tôi thì ở đó là chư tăng không cần phải lo về tứ vật dụng, không cần phải lo về cơm rồi y phục này nọ, không cần phải lo. Hoặc là nghĩ là bây giờ tôi là người đệ nhất về cái hạnh đầu đà, đệ nhất ly dục, như là ngài Maha Ca Diếp thích được như vậy đó. Hoặc là có người thích là bây giờ tôi chứng A-la-hán cũng được, nhưng mà tôi phải là con của một vị Phật vị lai, cỡ như ngài La Hầu La, thích như vậy. Những người như thế đó, họ phải nỗ lực tu tập là
100.000 đại kiếp. Mà quý vị biết một cái đại kiếp là bằng tuổi thọ một quả địa cầu. Họ nỗ lực, họ tu tập suốt tuổi thọ 100.000 cái quả địa cầu mới được kết quả đó. Rồi có vị họ nói là bây giờ tôi chứng A-la-hán, nhưng mà tôi phải là người đệ nhất trí tuệ cỡ như ngài Xá Lợi Phất, tôi mới bằng lòng. Hoặc là tôi phải là người đệ nhất thần thông như ngài Mục Kiền Liên, tôi chứng A-la-hán được như vậy. Thì họ phải nỗ lực làm một A-tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Kinh khủng lắm quý vị. Một A-tăng kỳ là một con số 1 và 140 con số 0. Tu tập kinh khủng lắm chứ không phải tu tập chuyện thường đâu. Rồi có vị thì họ nào nghĩ là thôi bây giờ A-la-hán mạch thinh văn dù sao thì cũng không bằng một vị độc giác. Không bằng một vị độc giác. Tại vì sao? Vì phải chờ có một vị chánh đẳng giác ra đời mới có khả năng giác ngộ. Còn nếu như một vị chánh đẳng giác mà không ra đời đó, vị đó chờ, vẫn phải chờ mà không thể nào tự giác ngộ được. Cho nên trong cái bài kinh mà hôm thứ bảy mà những vị ở chùa Nam Tông hay tụng, thì sẽ có một cái bài kinh như thế này: phước lành tôi đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Có nghĩa là những cái nghiệp mà tôi đã tạo ấy, nó chưa cho cái quả phước nào hết, tôi nguyện nó làm cái ba la mật cho cái sự tu hành giải thoát. Sau này dù tạo mấy lần, đời nay là nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, cho ngày đến lúc là siêu thăng niết bàn, rồi hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, thì mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau. Hai câu cuối nè: nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Có nghĩa là nếu mà trễ quá đó, tu nguyện thành A-la-hán đi, nhưng mà trễ quá rồi đó, không gặp Phật nào hết, thì thôi đủ duyên đủ kiếp tu thành độc giác cũng được. Thì cái này là trong một cái đoạn chú giải, chứ không phải là tự mình chế ra. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta tu tập ấy, có nhiều vị nguyện, cũng nguyện tu cũng dữ dằn lắm, nhưng mà chờ Phật lâu quá. Cho nên hôm bữa có vị thắc mắc là sao 10 vị Phật mình rồi đó, 10 vị Phật vị lai xong rồi, kết thúc rồi, sẽ trải qua một A tăng kỳ kiếp không có Phật ra đời. Rồi những người mà lâu quá như vậy đó, rồi tính làm sao? Bây giờ lỡ mà mình trễ cái chuyến đò đó, mình phải chờ một A tăng kỳ kiếp nữa không có Phật ra đời. Thì có những vị đó, họ tu nhưng mà chờ lâu quá, họ chờ không nổi nữa. Chờ không nổi nữa, họ đổi nguyện, đổi nguyện thành một vị độc giác. Có nghĩa là không cần một vị chánh đẳng giác, tự họ giác ngộ để trở thành một vị độc giác. Và một vị độc giác như vậy, họ phải tu tối thiểu là 2 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Tu kinh khủng lắm chứ không phải chuyện đơn giản. Mà một vị độc giác 2 A tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Còn quý vị biết là Đức Thế Tôn ấy, một vị chánh đẳng giác, tu theo cái hạnh là trí tuệ đó, ngắn nhất, ngắn nhất từ cái lúc mà sơ phát tâm, sơ phát bồ đề tâm, phát nguyện trong tâm ấy, là tôi sẽ thành một vị chánh đẳng giác trong ngày vị lai, cho tới lúc mà thành Phật ấy, trải qua 20 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Kinh khủng. Mà quý vị biết là một vị chánh đẳng giác 20 A tăng kỳ 100.000 đại kiếp đó, có những kiếp mà ngài phải chịu khổ nhục, có những kiếp mà ngài máu nó đổ thành sông, có những kiếp mà ngài bỏ thịt nát xương tan để cúng dường cho chúng sanh, để mà hoàn thành cái đạo nghiệp. Có những kiếp ngài cho vàng, cho bạc, cho vợ, cho thành quách, cho cả vương quốc. Người ta tới người ta đánh, người ta cướp cái đất nước của ngài, ngài cho luôn. Ngài cho luôn, không như mình, ngài cho luôn. Một bậc vĩ nhân nó khác mình lắm, ngài cho hết. Rồi ngài cho xong rồi đó, ngài đem cả con của ngài, ngài đem cho. Rồi con của ngài cho rồi đó, ngài còn vợ, ngài sẵn sàng ngài cho luôn cả vợ của mình, ngài đem cho người ta. Thường bây giờ mà lỡ có ông nào ông tới, ông gặp mình mà mình kêu thôi ông chồng của cô, thôi cho chồng của cô thì cho tôi đi, hoặc là vợ của anh cho tôi đi, thì chắc lúc đó mình nói dịch lên, mình giết người ta không chừng. Nhưng mà đó,
một vị Bồ Tát chánh đẳng giác vô số kiếp, vì hoàn thành đạo nghiệp, ngài đem cả vợ cả con ngài, ngài đem ngài bố thí luôn. Nhưng mà quý vị nhớ nè, sự bố thí có nhiều kiểu, có cái bố thí nó sẽ đưa quý vị xuống địa ngục, nhớ nha. Không phải cái gì bố thí mình cũng nghĩ là bố thí là tốt. Có những cái bố thí mà không có trí tuệ thì chúng ta sẽ đưa chúng ta xuống địa ngục. Đó là cái gì? Bố thí người nam cho người nữ, bố thí người nữ cho người nam để thỏa mãn dục vọng. Bố thí con thú đực đến con thú cái, bố thí con thú cái đến con thú đực để thỏa mãn dục vọng. Thì khi chúng ta bố thí như vậy đó là chúng ta đi địa ngục. Cho nên ấy, chúng ta nghĩ là những cái kiếp mà Bồ Tát mà bố thí vợ của mình ấy, thì không phải là bố thí để cho người ta thỏa mãn dục vọng, không phải. Nhớ cái chuyện đó. Cho nên có nhiều kiếp người ta tới, có thể người ta xin, là không phải xin vợ ngài đem về làm vợ mình, không phải, mà người ta xin về đó làm nô tỳ, làm a hoàng, làm người ở, hoặc thậm chí người ta xin để mà người ta làm thịt, để người ta ăn. Vì những cái con dạ xoa đó, nó xin để nó ăn thịt, thì ngài vì hoàn thành đạo nghiệp, ngài sẵn sàng ngài cho. Cái chuyện không thể tưởng tượng được, ngài cũng cắn răng, cũng đau lòng lắm nhé. Nhưng mà vì hoàn thành đạo nghiệp ngài cho. Cái chuyện nó không đơn giản chút nào hết. Mà ngài làm cái chuyện đó không phải là một lần, hai lần, mà ngài làm suốt 20 A tăng kỳ, 100 ngàn đại kiếp. Để cuối cùng ngài thành Phật rồi, hoằng pháp 45 năm. Phật giáo Bắc truyền thì hoằng pháp 49 năm. Nhưng mà trên là 4 năm nó coi như không đáng kể. Quý vị nghĩ cố nỗ lực biết là bao nhiêu để cuối cùng ngài độ được chỉ có một nhóm người trong vô số chúng sanh. Ngài chỉ sống được một cái khoảng thời gian là 45 năm hoằng pháp, tuổi thọ là 80 tuổi. Nghĩ về cái sự vĩ đại của Đức Thế Tôn như vậy, cho nên ngài mới xứng đáng được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi cái sự giác ngộ của ngài đó không có bờ mé. Những vị có thần thông ấy, họ biết được giỏi lắm là một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp, hoặc là biết được vài chục kiếp. Nhưng mà Đức Thế Tôn ấy, cái thần thông của ngài là không có bờ mé. Ngài muốn biết tới đâu là ngài biết ngay tới đó. Mình ấy, mình cứ quanh đi quẩn lại, mình cứ đặt ra những câu hỏi là trước khi sinh ra thì tôi là ai, rồi sau khi tôi chết đi thì tôi là ai, mình thắc mắc như vậy. Nhưng mà ngài biết cái kiếp trước mình là cái gì, ngài biết hết. Rồi kiếp trước nữa, cho tới vô số kiếp về trước của mình như thế nào, ngài biết hết. Rồi vô số kiếp vị lai của mình như thế nào, ngài biết hết. Và sư có một cái niềm tin tưởng, mặc dù là sư, đương nhiên là sư không có thần thông, không có khả năng thần thông, nhưng mà sư tin tưởng bằng cái trí tuệ của một vị chánh đẳng giác, đương nhiên ngài biết là trong một cái ngày vị lai, sau khi mà ngài nhập niết bàn, sẽ có một lúc nào đó quý vị ngồi ở đây nghe kể lại sự tích, nghe kể lại cái sự vĩ đại của Đức Thế Tôn, mình phát sanh ra cái niềm hoan hỷ. Ngài biết, ngài sẽ biết cái chuyện đó. Rồi cái lúc mà sư xuất gia đó, cái lúc sư xuất gia đó, tự nhiên sư nghĩ là trong cái sự biết của ngài đó, chắc chắn là ngài biết là một cái ngày vị lai nào đó sẽ có một cái ông sư trẻ, một cái vị sư trẻ mà đắp y mang bát, nối dòng truyền thừa chánh pháp. Ngài biết hết. Rồi trong số chúng ta tham ra làm sao, sân ra làm sao, si ra làm sao, tu hành như thế nào, chừng nào giải thoát, ngài biết hết. Cái trí tuệ của ngài là không có bờ mé, không có ngăn ngại. Ngài biết hết tất cả những pháp thuộc về thế gian và tất cả những pháp suốt thế gian, ngài biết hết. Nhưng mà ngài chỉ dạy cho mình những thứ nào thật sự cần thiết để thoát khỏi cái vòng sanh tử mà thôi. Học hiểu như vậy, hiểu về cái sự vĩ đại của Đức Thế Tôn, niệm như vậy gọi là niệm Phật, thưa quý vị. Rồi tiếp theo là niệm pháp. Đương nhiên sư chỉ tóm tắt thôi. Niệm pháp, thế nào là niệm pháp? Thì pháp ở đây đó phải hiểu, đó là cái bài Swakato. Thường mà Phật tử Bắc truyền thì hiếm khi nào mà có được cái cơ hội để gọi là niệm pháp lắm. Phật tử Nam truyền thì có nhiều cơ hội hơn, nhưng mà đa phần cũng không biết niệm pháp niệm như thế nào. Niệm pháp là niệm cái bài Swakato. Swakato Phagavata Thammo Sandittiko Akkaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditappo Winyuhi. Thì đó là cái bài niệm pháp đó.
Nhưng mà mình cứ đọc như đọc con vẹt thôi chứ mình không hiểu. Thì niệm pháp gồm có những ân như thế này nè. Thứ nhất là Swakkhato, là Swakkhata đó, là cái pháp khéo thuyết giảng. Quý vị phải biết là cái pháp nó không có dễ thuyết giảng đâu. Nhiều người nói họ không có nghe. Ví dụ như cái người mà gặp một cái người nông dân, mình phải nói pháp như thế nào đó để họ hiểu về Phật pháp. Mình làm không được, Phật làm được. Một cái anh ăn mày đó, ảnh suốt ngày ảnh chỉ nghĩ làm sao mà cho tôi no bữa nay, mà tôi bữa mai. Mình không biết làm sao để cho ảnh hiểu Phật pháp, để cho ảnh biết cái sự bố thí là quan trọng. Nhưng mà Đức Phật biết cách. Rồi một cái người mà giàu sang ấy, họ không có nhu cầu học đạo. Người giàu sang họ rất là tự hào về cái tài sản của họ, họ không có nhu cầu để mà tìm hiểu, không có nhu cầu tu tập. Nhưng mà Đức Phật vẫn có cách để mà dạy họ. Khéo thuyết giảng ở đây là như vậy. Tùy theo mỗi căn cơ của chúng sanh, tùy theo mỗi cái cách mà chúng sanh cảm nhận khi mà lắng nghe, Ngài có được những cái phương pháp để Ngài thuyết pháp khác nhau. Khó lắm quý vị. Ví dụ như khi mà Ngài đến một cái cánh đồng ấy, thì có một cái anh nông dân ấy, nói với lại Đức Thế Tôn, nói như thế này nè: ông Sa Môn Gotama, tôi là cái người cày ruộng để tôi làm ra cái thực phẩm để tôi ăn. Còn ông ấy, ông ôm bát để khất thực. Ông còn trẻ, ông còn khỏe, sao ông không đi cày ruộng đi? Mà tại sao mà ông ôm bát, ông đi khất thực? Quý vị trả lời như thế nào? Đức Thế Tôn nói rất là hay. Ta là người cày ruộng, ông cũng là người cày ruộng. Nhưng mà đó, ta là cái người đã chấm dứt cái sự cày rồi. Ta không cần phải cày ruộng nữa. Bởi vì cày ruộng ở đây là cày ruộng trên cái cánh đồng sanh tử. Những người nghèo thì họ khổ, những người giàu thì họ sướng. Nhưng mà sướng hay khổ đều là gieo những cái nhân sanh tử, gieo những cái mầm mống, những cái hạt giống sanh tử. Đời đời kiếp kiếp, người làm tốt thì sanh thiên, người làm xấu thì đi xuống. Đời đời kiếp kiếp, người làm thiện thì sanh về cõi người, cõi trời. Người làm ác sanh về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Đời đời kiếp kiếp, người ta vẫn cứ mãi cày ở trên cái cánh đồng sanh tử. Từng hạt giống sanh tử họ gieo, họ lại nhặt lấy nó, họ tiếp tục họ gieo trên cái cánh đồng sanh tử. Họ cày từ vô lượng kiếp rồi mà họ không biết mệt mỏi. Còn Như Lai là cái người đã không cần phải cày bừa nữa. Bởi vì Như Lai là người đã chấm dứt tất cả những hạt giống sanh tử đó rồi. Ông nông dân nghe như vậy, tỉnh ngộ, quăng cái cày và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Quý vị thấy, đó là cái giá trị của chánh pháp. Khéo thuyết giảng rất khó, không phải ai mà cũng làm được cái chuyện đó. Còn bây giờ pháp sư, bây giờ như sư nói là mình quăng, coi là quăng lưới không à, có nghĩa là chơi cái đặng chài á, chơi chùm ra vậy đó, dính nhiều là dính. Chứ còn làm sao mà đọc được tâm của quý vị, mà biết được quý vị như thế nào mà nói cho quý vị. Hồi xưa đó, mỗi lần mà Phật nói một câu, Ngài chỉ nói một câu đơn giản. Ví dụ như: này các tỳ kheo, ta nói tác ý chính là nghiệp. Tác ý thiện đưa đến nghiệp thiện, tác ý bất thiện đưa đến cái nghiệp bất thiện. Rồi ta chưa thấy một pháp nào mà khiến cho một chúng sanh đi về cõi lành như là cái pháp thiện. Nhờ những cái pháp thiện đó mà chúng sanh đi về cái cõi lành. Ngài chỉ nói đơn giản như vậy thôi, vô số người chứng đắc đạo quả. Còn bây giờ mình nghe chớp quớt. Tại sao vậy? Tại vì đó, hồi xưa đó, Đức Phật biết cái con người đó vào cái thời điểm đó phải nói như vậy đó thì họ sẽ chứng đắc. Còn bây giờ mình không có khả năng đó. Rồi đó, cái pháp này là cái pháp Sandittiko, có nghĩa là sao? Cái pháp để tự mình thấy, tự mình tu hành, tự mình chứng ngộ lấy, chứ không có ai tu giùm mình được. Đó là đặc điểm của giáo pháp. Phật thương mình lắm, nhưng mà đó, Phật chỉ có thể chỉ cho mình cái con đường mình đi thôi. Còn cái việc đi là phải tự mình đi, Phật không có tu giùm mình được. Cho nên nếu như mà nói là Phật, tại sao Phật độ tôi, rồi Phật độ người ta, rồi Phật độ người này, Phật độ người kia, là mình đang phỉ báng Phật. Tại vì sao? Nếu như mà Phật có thể độ được người này, độ người kia đó, tại sao mà không độ mình? Tại sao Phật độ tùm lum người hết, Phật không độ mình?
Nếu như mà Phật độ được mình đây nè, tại sao bây giờ mình vẫn còn ngồi đây? Kẻ nói người nghe mà không ai chứng đắc. Tại sao vậy? Bởi vì đó, giáo pháp là phải tự mình tu hành, tự mình chứng ngộ lấy, chứ không ai tu giùm mình được. Phật thương, Phật chỉ cho mình cái cách để mình tu. Còn tu như thế nào là tự mình phải nỗ lực. Đó là đặc điểm của chánh pháp. Rồi một cái đặc điểm cuối là tắc trách tăng quê tí tắp bô huynh nhu hí. Cái pháp này là pháp dành cho người trí mà chứng ngộ. Người trí mới có thể đến thấy để mà tu tập cái pháp này. Pháp này không dành cho những người thiếu trí. Cho nên chúng ta học thì chúng ta mới có được gọi là cái sự an ủi. Là tại sao đó người ta đi nhậu nhẹt, người ta đi đông quá vậy? Người ta đi làm những cái việc bất thiện ấy, người ta đi đông ghê lắm. Rồi thậm chí những cái tôn giáo mà tào lao ấy, hướng dẫn người này, hướng dẫn người kia những cái việc mà bất thiện, không có đúng chánh pháp ấy, sao nhiều người theo quá vậy? Còn tại sao mình tu tập đúng chánh pháp ấy, ít người biết quá, ít người theo quá? Tại sao? Vì cái pháp này là pháp dành cho người trí. Chỉ có người trí đủ duyên, đủ phước thì họ mới có được cơ hội tiếp xúc với cái giáo pháp này. Họ mới có được cơ hội để họ tu tập cái giáo pháp này. Còn người bình thường họ không làm được. Người thiếu phước họ không có cơ hội họ tiếp xúc với chánh pháp. Cho nên, mặc dù mang tiếng là nói là bây giờ nghe pháp, bấm máy mở ra một cái, mở điện thoại ra cái là có thể nghe đủ pháp được tất cả mười phương. Pháp sư nào mở ra nghe cũng được hết. Nhưng mà họ mở ra, họ nghe tầm 7 là nhiều. Coi là mình coi cái tầm 7 là nhiều, nghe mà nghe cái tầm 7 là nhiều. Hiếm ai mà nghe pháp mà nghe đúng được chánh pháp. Hiếm lắm quý vị. Cho nên chúng ta phải là những người hữu phúc. Chúng ta phải là những người trí, những người hữu phúc như thế nào đó chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc với chánh pháp. Đó là cái đặc điểm của giáo pháp. Đó là cái niệm pháp. Niệm pháp niệm như vậy đó thì chúng ta mới có được cái niềm hoan hỷ đối với pháp. Rồi thế nào là niệm tăng? Niệm tăng ở đây đó, thưa quý vị, tăng ở đây là thánh tăng chứ không phải phàm tăng. Nhớ nha, tăng ở đây là thánh tăng chứ không phải phàm tăng. Tại vì đó, trong cái bài Suppatipanno mà quý vị thường đọc, Suppatipanno, thì tăng ở đây được kể là gồm có bốn đạo bốn quả. Chứ tăng không có kể phàm. Bởi vì đó, phàm tăng còn có thể thay đổi. Có thể là ngày hôm nay anh giữ giới hạnh trong sạch, anh có thiền định, có trí tuệ, sư không nói sư. Sư không dám nhận sư là người có giới hạnh trong sạch, có thiền định, có trí tuệ, sư không dám nhận. Nhưng mà ngay cả một vị giới hạnh trong sạch, có thiền định chứng đắc tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi họ có trí tuệ như thế nào đi chăng nữa, còn là phàm, còn có khả năng phạm giới. Còn là phàm, còn có khả năng hoàn tục. Còn là phàm, còn có khả năng tà kiến. Cho nên sư vẫn nhắc đi nhắc lại, mến thì mến pháp, chứ đừng mến cá nhân một vị thầy. Bởi vì quý vị mến pháp thì khi nghe nói về chánh pháp quý vị hoan hỷ. Và khi nghe nói cái gì đó thì quý vị có cái khuynh hướng quý vị tìm hiểu coi có đúng chánh pháp hay không. Còn khi mình mến một vị thầy nào đó, cá nhân một vị thầy nào đó, có thể vào giờ phút này vì đó nói đúng chánh pháp, giờ phút này vì đó có giới hạnh, có thiền định, có trí tuệ, sư lặp lại một lần nữa, sư không dám nói cá nhân sư. Nhưng mà đó, một vị có giới, có định, có tuệ, vị đó hoàn toàn có thể tà kiến bất kỳ lúc nào. Có thể. Vị đó có thể phạm giới bất kỳ lúc nào. Vị đó có thể hoàn tục bất kỳ lúc nào. Cho nên, mến mộ một vị phàm tăng luôn luôn đi theo những rủi ro. Còn thánh tăng không bao giờ có chuyện đó. Cho nên, khi niệm tưởng về thánh tăng, chúng ta luôn hoan hỷ. Bởi vì một vị thánh tăng, dù cho vị đó bệnh hoạn như thế nào đi chăng nữa, vị đó vẫn không bao giờ thay đổi cái niềm tin nơi Đức Phật, không bao giờ thay đổi niềm tin nơi giáo pháp, không bao giờ thay đổi niềm tin nơi chư hiền thánh tăng. Không bao giờ. Một vị thánh tăng, dù cho vị đó bị uy hiếp về tính mạng, vị đó cũng không bao giờ vì cái chuyện đó mà vị đó phạm giới. Có một vị thánh tăng ấy, thực tế là một vị phạm, nhưng mà vì đó bị cướp ấy, nó dùng cái dây mà dây leo rừng ấy, dây leo rừng trói vì đó lại, cướp nó trói lại đó. Mà bởi vì cái dây leo đó nó còn sống, nó còn có sự sống, cho nên vì đó vì giữ cái giới luật, vì đó không dám bức
cái sợi dây để mà đi ra ngoài. Vì đó chịu đói trong 7 ngày và chết. Vì cái giới hạnh trong sạch đó, đó, vì đó hoan hỷ, vì cái giới hạnh, vì đó phát triển tuệ quán và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Mình thử mình đặt vô cái trường hợp đó, nếu mà mình biết á, giả sử mình biết mà tôi nhịn đói 7 ngày mà tôi chứng đắc A-la-hán thì chắc cũng nhiều người dám chơi lắm á. Nhưng mà mình không biết, không chắc. Lỡ mình nhịn 7 ngày đó, chắc là mình thành con mắm khô như thế nào đó, chứ chắc mình không có chứng đắc đâu. Cho nên là thôi thì mắt nhắm mắt mở một chút, coi như mình phạm giới, sau đó mình sám hối sao cũng được đó. Cho nên thành ra bây giờ đó, thánh là thánh mà phạm vẫn cứ là phạm. Vì vậy đó, một vị thánh tăng dù cho nguy hiểm tới tính mạng, vị đó vẫn không bao giờ vi phạm giới luật. Nhớ, đó là đặc điểm của bậc thánh. Rồi một bậc thánh ấy là một vị xứng đáng để cho chúng sanh lễ bái cúng dường. Một vị thánh là một cái phước điền của chư thiên và nhân loại. Rồi một vị thánh, ví dụ như một vị thánh sơ quả, ít nhất vị đó không còn thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Mà nói gọn lại là vị đó không còn tà kiến. Mà hồi sáng ấy, ai có học lớp Pali thì quý vị biết, hồi sáng mình có một bài về tà kiến. Đức Phật nói như thế nào? Này các tỳ khưu, ta không thấy một pháp nào nữa mà vì cái pháp đó, đó những cái bất thiện pháp chưa có thì nó sẽ có. Những cái pháp bất thiện nó đã có, nó sẽ tăng trưởng mãnh liệt như là tà kiến. Tà kiến này các tỳ kheo, nó sẽ làm cho những cái pháp bất thiện chưa có sẽ có, những cái pháp bất thiện đã có sẽ tăng trưởng. Và vì cái tà kiến đó, những cái pháp thiện chưa có nó sẽ không bao giờ có, và những cái pháp thiện đang có nó sẽ đi đến tiêu hoại vì tà kiến. Cho nên ấy, cái tà kiến nó nghiêm trọng lắm. Mà một vị chứng sơ quả là vị đó đã đoạn tuyệt hoàn toàn cái tà kiến. Một vị sơ quả vị đó có thể khóc, vị đó có thể thích cái này thích cái kia, nhưng mà cái thích cái ghét của vị đó nó không đi kèm với tà kiến. Cho nên một vị sơ quả không còn có khả năng bị đọa về bốn đường khổ. Không thể nào đọa địa ngục, không thể nào đọa ngạ quỷ, không thể đọa súc sanh. Mà một vị sơ quả đó, dù cho vị đó tái sanh về kiếp khác đi chăng nữa, vị đó vẫn có niềm tin vững chắc nơi Phật, Pháp và Tăng. Dù cho vị đó tái sanh đời sau kiếp khác, vị đó vẫn giữ tối thiểu năm giới. Cho nên cái giới của mình ấy, cho dù là sư, bản thân sư tỳ kheo 227 giới, hoặc là quý vị 5 giới hoặc 8 giới, tái sanh đời sau kiếp khác là cái giới nó mất. Nó chỉ có tác dụng cho tới đời này thôi. Cho nên không có một giới nào, sư nhấn mạnh, không có một giới nào có khả năng đi theo quý vị qua đời sau kiếp khác. Không bao giờ. Theo tinh thần Phật Pháp. Bởi vì vạn vật là vô thường. Mà nếu như mình nghĩ là có một cái giới nào đó, có một cái gì đó có thể đi theo mình qua đời sau kiếp khác, đời đời không mất, là mình vướng vào thường kiến. Tất cả các giới đều biến mất. Chỉ có khi mà chứng thánh ý, thì dù cho qua đời sau kiếp khác thì cái niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng vì đó không bao giờ thay đổi, cho tới khi nào vì đó nhập Niết Bàn thì thôi. Rồi qua đời sau kiếp khác, cho dù vị đó không còn là tỳ kheo nữa, nhưng vị đó vẫn ít nhất giữ được năm giới, không bao giờ phạm. Còn mình thì qua đời sau kiếp khác thì thôi hên xui. Đó là như vậy. Cho nên ấy, nghĩ về tăng bảo là nghĩ về những cái hạnh lành của chư hiền thánh tăng. Nghĩ như vậy mình có được sự hoan hỷ, là mình hiểu khi mà mình nương tựa nơi tăng bảo, mình không việc gì mình phải lo hết. Mà nhiều người ấy, họ không hiểu cái này. Họ cứ nghĩ tăng bảo là bao gồm cả phàm tăng. Cho nên họ nói là bây giờ tôi quy y nhị bảo thôi, Phật bảo, Pháp bảo thôi. Còn mấy ông sư bây giờ, mấy ông thầy bây giờ thì nó, tôi không có được cái niềm tin nơi họ, cho nên là tôi không có quy y họ, không có nương tựa họ, tôi quy hai bảo thôi. Là cái người đó là họ không hiểu giáo lý. Họ không hiểu tam bảo ở đây đó. Cái tăng bảo là bao gồm thánh tăng, không có phàm tăng. Nhớ ha. Rồi thì hôm nay sư tạm thời sư tóm tắt ba cái
đề mục tùy niệm là niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Thì nhờ những cái đề mục tùy niệm đó, chúng ta có được cái sự hoan hỷ. A ca sát tha cha bhum ma tha di va na ga ma hi thi ca punyan tang anu mo di tu a chi rang rak khan tu sa sa nang A ca sát tha cha bhum ma tha di va na ga ma hi thi ca punyan tang anu mo di tuva chirang rakkhantu desanam akasattha ca bhummattha devanaga mahitika punyan tang anu mo di tuva chirang rakkhantu mam param etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampatti siddhiya etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya idam me yatinam kotu sukhita hontu nyattayo idam me yatinam kotu sukhita hontu nyattayo idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo idam me punyang asavakaya vahang hotu idam me punyang nibbanassa paccayo hotu mamang punyam pagang sabbasattanam dhimma sadhu sadhu sadhu.